Xin kính chào quý vị Lúc và các này sắp bạn, gửi hiện cái tại lời mình đang chưa? có mặt tại nhà của anh Sự ở Quỳnh Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Anh Sự có về một Có số phô mai, Có rồi, số một 1. size hoành to Ok, ha, có rất số 1. nhiều dáng thế nè. Đấy đẹp luôn. Giá thì không nghĩ ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự. Có một số cây nơm quái nào vậy, dáng bay luôn. Đó. Cái này VIP luôn ha. Khối đế luôn. Rồi, chào anh. Rồi, kính chào anh Tâm. Rồi, kính chào cô chú anh chị em trên mọi miền đất nước nha. Nay em có về giao lưu với cô chú anh chị em mình ba mươi mấy mai phôi ha. Thì cũng mong cô chú anh chị em mình xem clip ủng hộ cho em, rất cảm ơn rất nhiều ạ. Cũng ngày mới chúc cô chú anh chị em trên mỗi miền đất nước được nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc và thành công việc, xin cảm ơn ạ. Rồi không phải chờ lâu ha, rồi em vô mã số 1 đi. À, số 1 ha. À, cho mà ông mà lại ha, Đế rồi quái nguyên ha. thú luôn anh em ơi. Mắt chút mắt Mã kia số luôn. 1 là con thú nha, nó y như cá sấu luôn nè. Em đo cái hoành chỗ này em nó đi ha, hoành em chỗ này là nó 29 ha nè. Rồi. Em lấy cái hoành trên cổ nhỏ này ha là 25 đó, rồi em đo thú dài nha, hoành 29, rồi cái con thú dài đó là 51 anh em, Rồi. thú dài 51 ha, rồi chiều cam nó là 85, rồi cây mất tre mất cúc luôn anh em, chỉ cần rất đều đó anh em, tham khảo con thú này nè, tham khảo con thú rất đẹp nha cô chú anh chị mình đó, hai bên hai chân hết ha, hai đuôi có chân luôn anh em ơi, đó thú dài 55 50 50 cm ha, đó rất đẹp. Rồi mã số 1 đầu tiên. Rồi giá nhanh. Rồi giá 2 triệu 2 cho cô chú anh Rồi, chị em 2 mình triệu một 2 con ha. thú ha. Quá đẹp cô chú anh chị mình đây. Rồi, bao Đó, ship luôn. chơi màu lẻ cho cô chú anh chị mình luôn ha. Quá đẹp. Đó, nguyên thú thì chỉ có 2 triệu 2 nha cô chú anh chị mình. Rồi, Mã xuống số 1 cây. đầu tiên ha. Rồi. Lên cây tiếp theo. Tiếp tục lên mã số 2 luôn ha. Lùng lực ha. Đây, mã số 2 đây. Cái này đẹp quá cô chú anh chị mình. Bộ đế quá đẹp. Rồi hoành thân là 21 luôn ha. Chiều cao nó là 45. Quá sẽ cái dàn cũ đó anh em ơi. Đó. Rồi mã số em giao lưu cô chú anh chị mình là giá 8,5 triệu ha. Ơi, 8 rưỡi Đó, ha. chỉ có 8,5 triệu thôi cô chú anh chị mình đây. Đó, nhấp mềm luôn. Rất đẹp. Quá wow, bộ đế đóng nha cô chú anh chị mình, rất to ha. Đó. Rồi tiếp tục mã số 3. Rồi một con thú nằm bẹp luôn. Rồi hoành thân là 22 ha. Rồi. Rồi chiều cao nó là 90. Rồi sẽ nằm giao lưu cô chú anh chị mình giá 500 thôi. À, chỉ có 500 thôi. Đó, Quần 500 cho to thú giá luôn nhỏ ha. luôn. Đó, Nguyễn Đức về anh em ơi. Rồi 500k luôn. Rồi xuống đây. Rồi tiếp theo mã số 4 nha. Qua sức đế của chú ơi. Rồi bình thân em nó 25 nha. Chiều cam nó 35. Tấn ngàn đít em nó bự à. 15. Qua sức dàn đế. Dàn đế dàn cũ nó rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Rồi cái này em vô luôn cô chú anh chị em giá 950 ha. Rồi, 9 năm 9 rưỡi, năm rưỡi rồi thôi. mình đẹp. Quá đẹp cô chú ơi. Đó, đế lực lực được không em? Đó, dáng thì rất đẹp ha. 950 ha. Rồi xuống đây. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục lên mã số 5 ha. Cái này cái sắn nha cô chú. Rồi hoành thân là 28 ha, dư 28 tính 28 thôi. Rồi 40 cao ha. Quá thì đây cộng đồng đấy nha. Còn cũ dữ lắm cô chú ơi. Mày này có cũ nha. Cũ cũ của nó là 41 ha. Rồi. 41. Đó, cây mình găng y như mắng xấu luôn cô chú anh chị mình. Đó. Rồi cái này vô lưu cô chú anh chị mình giá 1 triệu 3 ha. Rồi, 1 triệu 3. Đó, anh em tham khảo cây này rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Anh em muốn chơi ghép ghép nha, biết ghép 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 để chơi nha. Quá sức ha. Mình găng luôn. Cũ quá sức cũ ha. Rồi giá 1 triệu 3 thôi. Đó, mã số 5 ha. Rồi tiếp tục mã số 6. Rồi, lên cây số 6. Rồi, hàng VIP luôn. Hoành to, đây VIP luôn ha. Rồi, mã số 6 là cây Lắp này lượng. bonsai thì rất đẹp nha cô chú anh Hai chị cành mình. đều. Rồi hoành thân là 30 ha. Rồi. Đó. Cái cũ nó là 48 nha anh em. Cái cũ rất to nha. Cũ là 48 ha. Chiều sổ nó là 27 nè. Chiều cam nó là 79 ha. Đó anh em tham khảo cái này nha. Bộ đế sổ rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, tham khảo đế nha. Quá tại cũ anh, cũng 48 rất to cô chú anh chị mình. Hoành thân thì 30. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 3 triệu 3 ha. Đây, 3 triệu 3 3. triệu 3 thôi cô chú anh chị mình đây. Hoành 30. Quá sức. Đó, rất đẹp cái này nha cô chú anh chị mình. Giá chỉ 3 triệu 3 thôi. Quá đẹp. Rồi xuống. Xuống mã số 6 ha. Tiếp theo mã số 7 cô chú anh chị mình. Lắc lượng trắng long ha, tại cành rồi, đều. Cô chú nào To chơi luôn. cua đặc, chơi cua đặc nha cô chú. Rồi hoành thân em nói là đây 31 có hơn anh em. Rồi. 31 có hơn nha. Này cua đặc nha nè, anh em chơi cua đặc chơi cái này, đây đặc quá đặc. 51 anh em.
51 nha, cũ đặt em nó 51 nha. Cây này quá lực cô chú ơi. Rồi chiều cao 1 mét đúng nha. Quá sức cây này ha. Đó anh em tham khảo cây này nha. Em ngâm coi chỉ cành nó bực cờ bự nha. Đó chỉ cành nó rất to ha. Để bá nữa luôn. Đó này cũng muốn lên xù đó anh em ơi. Mai già cũng muốn lên xù ha. Đó anh em xem chỉ cành nó rất to nha anh em. Đó cây bonsai rất đẹp. Đó. Quá lực luôn anh em ơi. Rồi cây nào giao lưu cô chú anh chị mình giá 2 triệu rưỡi ha. Rồi 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Quá đẹp luôn cô chú anh chị mình. Quá sức cái cũ ha. Cũ đặt của nó em nói là 51 này rất đẹp ha. Rồi em có lên còn hai cây mai tàng luôn. Tàng ha. Tàng rồi. Tròn đều nè, hoành to. Còn hai cây bán cho hũ anh em luôn. Rồi hoành thân 24 anh em ơi. Rồi. Rồi chiều cam lấy 1 mét thôi. Rồi tán ngang lấy 1 mét luôn. Đó, rồi rất đẹp. Hoành thân 24 luôn ha. Rồi em giao lưu cô chú anh chị mình giá 650 thôi. Rồi, chỉ có 650 thôi. Có 650 thôi cô chú anh chị mình đây. Đó, mai mới không nha anh em. Mai mới ha. Đó, 650. Rồi xuống cây. Rồi, mã số 8 ha. Lên lên phụ cái này em nói. Cái này hoành to ha. Rồi cái này chưa rửa luôn. Rồi mình tiếp theo mã số 9 của chú anh chị mình đây. Qua wow, trời nhận đế chưa rửa anh em. Rửa cái này nhìn thấy nó đẹp này ha. Rồi hoành thân nó là 32 ha, có dư rồi. Tính 32 thôi. Cái cũ nó 43. Quá wow, sức cái cũ nè. Còn cũ dài của nó là xuống tầm 17 nha. Chỉ cần nó quá đều. Rồi 1m10. Quá sức ha, hoành 30 mấy luôn nè, cái cũ thì quá sức ha. Đó, cái bộ đế này dữ lắm nè, cái dòng đế nó là dữ lắm. Cái này cái to nha, cô chú anh chị mình. Rồi dòng đế 5m8 ha. Rồi. Nó 5m8 ha, hết mấy rưỡi hết mức ha. 8. Tán ngang bầu em nói là 50. Đó, quá sức. Rồi cái này em vô lô cô chú anh chị mình giá 3 triệu rưỡi ha. À, 3 triệu rưỡi cho cô chú anh chị mình thôi. Hoành khá to luôn. Bao ship toàn quốc luôn ha. Quá đẹp nha cô chú anh chị em, hoành to bán giá hữu nghị luôn ha. Quá sức nhận đế luôn rồi. Rồi lên cái mai tàng luôn. Rồi luôn. Dịnh dịnh. Rồi hoành thang nó 17. Rồi ta cao 1 mét, tán ngang 1 mét luôn cô chú anh chị ơi. Bị cắn cái đế này. Đó, tàng đều rang luôn ha. Đó, đều rang cô chú anh chị mình nè. Rồi giao lưu cô chú anh chị giá 550 thôi. Rồi, chỉ có 550. Đó, 550 cho chú nha. Rất đều ha. Rồi tại còn có hai cây đó bán cho anh em luôn ha. Yeah. Rồi tiếp tục. Mã số mấy? 11. Rồi tiếp tục lên mã số 11, quá sức đế nè cô chú chị mình ơi. Rồi hoành thân nó là 30 zin ha. Rồi. Quá sức cái cũ. Cũ đặt của em nó là 48 nha anh. À. Quá sức cái cũ đế hết thân luôn. Rồi 1 mét. Đó. Đấy đẹp luôn ha. Đấy quá đẹp cô chú chị mình ơi. Rồi giao lưu cô chú anh chị mình giá 2 triệu 7 luôn ha. Rồi 2 triệu 7 có đó, 2 triệu 7 của chú anh chị mình đây. Chỉ có 2 triệu 7 thôi, hoành to luôn ha. Hoành 30 luôn, mình chỉ có 2 triệu 7 thôi cô chú anh chị mình đây. Quá đẹp nhận đế nha cô chú. Quá sức ha. Rồi tiếp tục mã số 12. Rồi nguyên thú luôn. Rồi cái này cây song sinh luôn. Em đo hoành trên đây cái này. Hoành trên đây nó 32 ha. Còn xuống đây lớn hơn nha, 42. Quá sức cái cũ ha. Rồi chiều cao nó là 68. Đó, hai song sinh luôn anh em. Đó, song sinh ha. Rồi đế quái luôn ha. Rồi cái nằm vô lưu cô chú anh chị giá chỉ 1 triệu tư thôi. Rồi, 1 triệu tư. Rồi, 1 triệu tư thôi. Đó, quá sức cái cũ ha. Đó. Rồi, tiếp tục mã số 13 ha. Đó, cây bonsai rất đẹp cô chú anh chị mình. Cây này bonsai đúng luôn nha. Rồi, hoành thân em nó 28 ha. Rồi. Cái cũ nó là 46. Mai có cũ nha cô chú. Rồi chiều cam nó là 60. Qua wow, trời cây bonsai đẹp nha cô chú anh chị mình. Rồi dần đế nữa nè. Nó đất đẹp to ha, cành mọc của nó rất bự nha cô chú anh chị mình. Nó tham khảo cái này ha. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị giá 2 triệu ha. Rồi 2 triệu. Đó chỉ 2 triệu thôi cô chú anh chị mình, cái bonsai rất đẹp. Rồi tiếp tục lên mã số 14 luôn. Đó, bonsai không. Rồi hoành thân nó hơn 26 ha anh em, tính 26 thôi. Cụ đặt nó là 33 ha. Mai lúc nào có cũ á. Rồi 65 cao. Rồi dàn đế của nó nè, quá đẹp. Đó. Rồi vô lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 1 triệu tư thôi. À, 1 triệu tư. Đó, 1 triệu tư thôi. Đó, quá sức cô chú. Xem bộ đế rất to nha. Quá đẹp. Rồi tiếp tục mã số 15 nha. Rồi cái này cái bonsai quá sức cô chú anh chị mình đây. Rồi cái này cái mình găng mình rút không.
Rồi hoành thêm nó 31 rồi, ha. Hoành khá to ha. 31. Rồi chiều cam nó là 63. Qua sức cây cây. Đó, anh em tham khảo nha. Chia cành này lực lượng ha. Ở đây bự lắm nha anh em. Cổ này là lạ nha. Có 31 luôn. Rồi. Đó, trên dưới như nhau. Còn cái cũ thì rất to, mình đo cũ cũng được, nó dướng 3 đế rồi cũng được cô chú anh chị mình. Rồi em lưu cô chú anh chị giá 2 triệu mốt luôn ha. Rồi, 2 triệu mốt ha. Đó, 2 triệu mốt thôi. Quá sức cây à. Đó. Quá trời bonsai rất đẹp ha. Rồi tiếp tục mã số 16 ha. Thì bonsai nguyên thú luôn cô chú. Rồi hoành thân là gần 20 tính 19 đi. Rồi. Rồi chiều cam nó là 28 này. Đó anh em xem thảo con thú nha. Đó, thú rất đẹp, bẻ cổ rất đẹp của cô chú anh chị mình. Rồi giá 800 luôn. Rồi, chỉ có 800 cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, nguyên thú giá 800k luôn cô chú anh chị mình. Đó, tham khảo thú nha. Rồi 800k. Mã số 16. Rồi lên. Rồi, bay quái nè, cái gì? Cái vừa bay vừa ra quái luôn. Rồi, này rất đẹp ha. Cái này mã số 17 ha. Đó hai hoành. Quanh chỗ này là 26, chỗ này 26 hay là con anh em mình. Đo trên đây thì nó có 20 ha. Đó. Đo cũ sổ của em nó xuống là 20 27 nha. 20 đi. Lấy 20 thôi. Rồi chiều cao nó là 54 nha. Rồi một cây dáng bay luôn của chú chị mình, đế khủng hoảng luôn. Đó anh em tham khảo những cây này thì quá đẹp. Quyền cái dáng bay ha, đế khủng luôn ha. Rồi cây nam vô lô cô chú chị giá chỉ 1 triệu 2 thôi. Rồi 1 triệu 2. Đó 1 triệu 2 thôi nha cô chú. Cây này rất đẹp nha cô chú chị mình. Cộng đế lực lắm nha, cộng đế này hâm mấy 24 25 luôn ha. Quá sức to. Đó. Quần to ha. Cây này quần em này chỗ này là 35 nha cô chú chị mình. 35. Rồi tính cổ này nha. Cổ nhỏ nó trên đây ha. Là 25. Rồi chiều cam nó là 70 ha. Qua wow, cái dòng đế cô chú anh chị mình đây. Không tưởng tượng nó nổi, cái dòng đế của mình em nó bự lắm nha. Để em đo dòng đế cho anh em khảo biết là cái đế của mình nó bự cỡ nào ha. Rồi mét rưỡi đúng luôn, mét tư ha. Yeah. Mét tư ha. À, đường kính bầu nó là 50. Nó rất to. Rồi cái nào vô lô cô chú anh chị mình giá chỉ 2 triệu 3 thôi. Rồi 2 triệu 3. 2 triệu 3 cho cô chú anh chị mình luôn ha. Nó hoành thân lớn chỉ có 2 triệu mấy thôi cô chú anh chị mình ơi. Y như thú luôn ha. Thú sao nó vậy anh em. Nè thú đóng bộ rễ dài rút ở đây y như thú luôn ha, dài lắm nha cô chú anh chị. Đây quá sức căng, bệnh to. Rồi giá chỉ có 2 triệu 3 thôi. Đó, quá đẹp. Rồi. Rồi, tay cành đều ha. Ok, dáng. Này quá đẹp. Rồi hoành thân 28 có dư ha. Dạ. Đó đây cái nữa 28 luôn. Đây bự hơn nữa nè. Đây tới 30 lận. Cái này ngộ ha. Rồi cái đít em nó chiều ngang cái đít em nó qua là 16 cm. Quá wow, sức cái đít anh em. Cái này lạ nha. Rồi chiều cao nó là 1m1 ha. Quá wow, sức cái dàn đế anh em ơi. Cái này rất đẹp. Đó anh em tham khảo cái này nha. Cái tàn rất đẹp ha. Nó vừa bay luôn cô chú chị mình. Nó vừa bay luôn anh em muốn chơi bay để bay chơi nha. Quá wow, sức cái đít ha. Cái này quá một tảng luôn cô chú chị mình, khối đế luôn ha. Khối đế đặc của nó nè. Rồi cái này em vô lô cô chú chị mình giá 2 triệu tư ha. Rồi 2 triệu tư. Rồi chỉ 2 triệu tư ha. Quá đẹp. Rồi tiếp tục mã số 20. Rồi tông cao nữa gì. Đế quái của chú anh chị mình đi. Em đo chỗ này hoành thân 20 ha. Còn chỗ này 30 nè. Cũ em nó 30 ha. Rồi. Đó, cũ thì nó dài ha. Rồi này em lấy cao 1m5 thôi. Đó mã số 20. Rồi cái này vô lô cô chú anh chị mình giá cho 1,5 triệu thôi. Rồi 1,5 triệu. Đó 1,5 triệu của chú anh chị mình đây. Quá đẹp. Đế quái luôn ha. Rồi 1,5 triệu. Bao sống bao ship toàn quốc cho anh em luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây. Rồi cây mai xù luôn cô chú chị mình đây. Bảy xù ha. Bảy xù xù lên đó là xù chảy luôn ha. Rồi hoành thân nó là 27 ha. 27 có hư. Quá trời cái đít bự anh em, để em đo ngang qua cái ha. Đít 16 cm nè. Đó, chiều cao nó là em lấy 1,5 m ha. Rồi xù anh em ơi, xù từ trên dưới anh em ơi. Quá xù anh em ơi. Rồi anh em tham khảo là xù giùm em ha. Đây. Đó, xù chảy luôn nha anh em. Hết cây luôn anh em ơi. Hết thân cây luôn ha. Đó anh em tham khảo nè, quá sức xù nè. Nó bung hết thân cây rồi. Bên nào cũng có ha. Đó.
anh em chơi sụ em quá sức bên đây luôn, hết cây lên. Nói chung là cây này sụ em bao cho hết cây luôn nha, đây bên đây hết toàn bộ luôn nha, là sụ chảy hết nha anh em. Đó bà qua cho anh em cây sụ em, rồi sụ anh em giao lưu cô chú anh chị em giá chỉ 2,5 triệu cho anh em luôn. Rồi 2,5 triệu ha. Đó anh em muốn chơi sụ nặng nha, này sụ quá sụ nha anh em, hoành thân to em chỉ bán có 2,5 triệu thôi nha, ủng hộ em á. Rồi tiếp tục mã số 22 của chú anh chị mình. Rồi hoành thân em nó gần 32 tính 31 thôi nha. Rồi hoành khá to ha. Ừ. Quá sức, còn cái cũ nó có cũ ha. Cái cũ em nó thì em đo cũ dài chỗ này đi ha. 45 nè. Quá sức nguyên thú luôn. Rồi chiều cam lấy 1,5 m. Rồi em tham khảo con thú này nè. Quá sức ha. Đây, vậy đế luôn. Đó, nó dài lắm nha nè. Đó, đế dài ha. Dài khoảng 50 ha. Rồi nguyên thú luôn. Đó. Hoành thân to của chú chị mình. Nó có hai đít này, trẻ là thành hai đít ếch luôn anh em. Đó đít bên đây y đít ếch luôn nha. Bên này y đít ếch luôn nè. Đó, đít rất đẹp ha. Rồi cái nào vô luôn cô chú anh chị mình, giá chỉ 3 triệu 2 thôi. Ôi, 3 triệu 2. 3 triệu 2 nha cô chú anh chị mình. Đó, quá sức cái mày này ha. Đó, quyên thú dày mà chỉ 3 triệu 2 luôn em. Chơi đẹp anh em luôn, hoành thân to luôn ha. Hoành thân chà bá lửa bán cho anh em 3 triệu 2 luôn. Đẹp luôn em ơi. Rồi xuống cây luôn. Động lực ha. Rồi cái này em mới làm xong đế xong em chưa rửa. Rồi em lo chỗ này em nói là 19 nè. Còn nguyên cũ đặt cái này nó quá sức anh em ơi. Cái này bonsai. Mình lấy 19 thôi. Cũ đặt em nói là 59 nha. Đó 19 mà có lơ lơ ha. Rồi chiều cao nó. Rồi lấy 35 thôi. Đó, quá sức chưa rửa anh em ơi. Rửa nhìn thấy đẹp ha. Hơi xấu cũng rửa, hơi xấu xấu một chút. Đó, rồi em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 900 thôi. À 900. 900k cho cô chú anh chị mình nguyên bộ đế quá sức ha. Rồi cái cũ đặt của nó 59 em thấy rất bự nha nè. 900k ha. Rồi lên mã số 24 luôn ha. Rồi mà hoành thân 20 anh em ơi. Rồi đây hoành đến đây cho chắc. Rồi đây giờ 19 đi. Thôi lấy 19 thôi. Rồi 75 cao. Rồi anh em vô lô cô chú anh chị giá chỉ 500 thôi. Thôi 450 đi, 450 cho anh em chơi ha. Rồi 450k cho anh em. Cho anh em về muốn chơi ấy gì chơi ha. Rồi này em hết bớt anh em. Ủng hộ thương tình mua giùm em ha. Rồi anh em chơi cô đặt. Rồi tiếp theo mã số 25 ha. Hoành tham nói là 30 cô chú chị mà. Rồi. Hai hoành hai chỗ bị khác. Này đây cũng 30 luôn. Đó. Chỉ cần đều ha. Chiều cao nó là 80. Rồi nó cũng y quái quái nha cô chú chị mình. Đó quái ha. Hoành thân 30 luôn, lớn quá lớn ha. Nó to đẹp rồi cô chú anh chị mình, đây để giá 1,3 triệu cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi 1,3 triệu ha. Rồi chứ 1,3 triệu thôi, hoành thân to ha. Đó, quá to. Rồi này cũng nứt sụ lên ha. Bể sụ hết ha. Rồi tiếp theo mã số 26. Quá bự. Rồi em cây bay luôn anh em. Đó em có chừa cành bay cho anh em nha. Rồi hoành thân em nó 33 ha. Cái này 33 nha cô chú chị mình. Lấy chiều cam nó là 59 ha. Tán bay em nó là 91. Còn cũ em nó thôi đừng nó tới nè. Rồi giọng cũ em nó gắn đi ha. Cũ dữ lắm. 52. Rồi. Quá sức cái cũ. Chiều ngang cái cũ em nó là 17 cm. Quá sức cũ ha nè. Hoành thân to luôn. Rồi cái lực ha. Rồi có cái chừa tầng 3 cho anh em luôn ha. Anh em gì muốn chơi cắt thôi cắt. Muốn lấy bài lấy, không lấy thôi ha. Rồi cái này coi vô lưu cô chú anh chị mình giá 2,5 triệu luôn. Rồi 2,5 triệu. Quá đẹp anh em. Nó hoành thân chà bá gì có 2,5 triệu, nguyên đích chà bá nữa nè. Quá sức. Nghe nổi không? Rồi cái này thì quá đỉnh nha. Rồi một cây sù trứng ha. Cây sù trứng ở trên đây bể sù luôn. Nói chung cây này sù nặng ha. Toàn bộ hết, đây bể hết luôn. Cây này quá đỉnh cô chú anh chị mình ơi. Rồi hoành thân nó là 30, gần 35 tính 34 nha anh em. Rồi. Rồi cái củ hơi xương xương của nó là 45 ha. Rồi cái này cây sù trứng nha, quá trứng anh em ơi. Rồi chiều cao nó là 90. Đây sù anh em, vết cây luôn ha. Đây sù hết toàn bộ luôn anh em ơi. Đây sù cục cứng hết ngắt ha. Đây. Sù trứng hết luôn vàng này ha. Đó cả vòng quanh đây luôn. Đó anh em tham khảo cây này nha. Đế thì đều ren luôn cô chú anh chị mình ơi. Đó hoành to luôn ha. Rồi cái này vô luôn cô chú anh chị giá 4 triệu 2 ha. Rồi 4 triệu 2. Rồi 4 triệu 2 bao ship anh em ơi. Quá trời ship nặng anh em ơi. Cây này bán cho hữu nghị anh em ha. Tại ship quá nặng này.
rồi 4,2 triệu thôi anh cô chú chị mình ơi. Đó, hoành thân to nha, hoành dây ống 4 triệu mấy cô chú. Rồi xuống cây, rồi xuống cây 8 luôn cô chú chị mình ơi. Này em đo mấy hoành luôn anh em, hoành chỗ này hoành nhỏ nhất là 27 nha, xuống đây là 31 nè, đây 35 nè. Cây này quái thú nha, còn cái mà cái bụng em nó thì thôi chứ, nghe cái bụng đầy của nó thôi thú mà. 45 44 đó, đo ba hoành cho anh em tham khảo. Cây này em lấy 1,5 m ha, nó có chi cành rồi luôn ha, cắt có chi cành. Giờ lấy hoành 27 thôi, rồi mình lấy hoành 27 thôi. Rồi cái này cây chân xù của đó em ơi, nó xù của đó nè, để ha, đây đường chảy xuống này em ơi, đây đường chảy ha, rồi xù bán xù cho anh em ơi. Còn những cái cành nó có chân nè, đó chân này chân chảy xù hết nè, nó chân cục cục của đó ha. Đó, cây này thì rất đẹp em, cây này có duyên quá em ơi, hoành thân ngộ quá, nó duyên thú luôn ha. Rồi tàn vậy luôn, rồi em vô luôn, con này giá con anh em chỉ 2,6 triệu thôi. 2,6 triệu đó, 2,6 triệu có tàn, anh em chơi tàn luôn nha, vừa tàn vừa xù ha. Chân cành thì có chân hết ha, cái cành mỗi cành vẫn có chân xù gì nữa, bể xù luôn cô chú chị mình. Rồi chỉ 2,6 triệu thôi cô chú chị mình luôn, quá đẹp. À, lên cây tiếp theo rồi, mà lùng lực lắc lượng ha. Rồi cây này đẹp mà nó bị dư phân anh em. Ở dư phân nói chung là không sao, xử lý nè, chừng nó liền anh em, trong thời gian liền không sao ha, cây mình không hư ha anh em, yên tâm đi. Rồi hoành thân em nó 24 ha, dưới đây lớn hơn, dưới đây tới 33 là anh em, nó cũ gần đây 33 ha. Rồi lấy 24 em ơi, rồi chiều cam nó 60 ha. Đó đế anh em, tham khảo đế nè, cây dáng bay rất đẹp, chi cành anh em tham khảo mà rất đẹp ha. Nó bị lỗ này không sao, em chi keo không sao, em làm lại cho anh em là chừng nữa liền luôn ha, cái này thì không sao, mai mình khỏe mạnh anh em yên tâm đi ha, đừng sợ mà chết chóc gì hết á, em bao sống cho toàn bộ cô chú chị mình luôn ha. Nó mà nhận đến là nô giờ nó đẹp rồi, em cho luôn cô chú chị mình giá 1,3 triệu ha. Rồi 1,3 triệu đó, 1,3 triệu rất đẹp anh em cô chú, đế quá đế cô chú ơi, quy nhận đến nôm rất đẹp ha, cộng nào lấy lực lượng không. Rồi lên cây tiếp theo, rồi tiếp tục lên cây cái cuối clip ha, là cây mã số mấy đây nhiêu. Rồi em lên cây 30 cây cuối clip nha cô chú chị mình, quá sức hoành, hoành 34 ha. Rồi cũ em nói là 41 cô chú chị mình, quá đẹp mà ha, tay cành lực lượng đều luôn. Rồi cao 90 98, em lấy 90 ha. Đó để con nằm cô chú chị mình, nó một dáng bẻ rất đẹp nha cô chú chị mình, ngắm lại cây này nha, từ chỉ cần của em nó ha, rất đẹp đó, quá sức cái bụng nha cô chú, cây rất to ha. Rồi quá đẹp cô chú anh chị mình, tham khảo ha, đó tham khảo từ chi cành nó với bộ đế của nó nha nè, đó với quyền cái cũ của nó ha. Em rất đẹp nha, đế lực ha. Rồi cái nào vô lô cô chú anh chị giá 4,7 triệu ha. Rồi 4,7 triệu, 4,7 triệu nha cô chú anh chị mình, đó cây này quá đẹp. Còn em cứ thích cứ điện tới đêm ha, được giá em sẽ giao lưu với anh chứ không gì hết. Rồi anh có nhắn gửi cho anh. Rồi cũng mong cô chú anh chị mình xem clip ủng hộ cho em rất cảm ơn ạ. Yeah. Nhiều ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Sự. Bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Thế là chia sẻ và đăng ký kênh cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.